Quay. Anh ơi, em có thẻ không? Rồi, trọng tài chuẩn. Rồi, chờ hoạt lên anh, bình tĩnh. 1, 2, 3, vô. Thăm dò. Rồi em về. Lại xem tí nữa. Cô về. Tại sao? Giờ này chăm đi xem nhỉ, xăm xem nó bóng nhỉ. Đại rảnh quá. Chắc có người thương. Đi làm đi. Đệ em. Đệ hả? Bà cả. Đi. Không biết thì xin cô bồ có làm thế nào mà để quên, ví dụ quên mật khẩu mà anh cô nhé, không quên mật khẩu mà anh nhưng mà không màn hình chỉ có quên iCloud hoặc là quên ở phá khóa màn hình gì không của mình clip gì có clip nóng không clip em nào hả em trai á ở Việt Nam hay đâu? Việt Nam. Thỉnh thoảng bạn đang vào và đẹp. Cho nó say, nó uống cũng được chứ không nọ không nọ thì cho nó say nhưng mà. Cho say xong tối điện thoại lấy điện thoại đi đúng không? Cho nó say xong lấy cái tay nó dí vào điện thoại ấy. Kém thế nhở? Mắt nó. Mở mắt nó ra. Đi mở mắt nó như mở ra. Thử hết rồi. Cố tình chơi bóng chẳng đến tay cao.
anh đứng đây để anh chống nắng cho các chú. Đứng lùi lùi xuống. Nắng là ấm. Đâu anh che, các chú che lá che gió cho anh. Hãy đi nhờ. Ơ, ở Trung Tây á. Chúng ơi, dứt khoát vào làm ơi. Chả không lại không biết vị. Có trọng tài vị gì? Ai không vị? Tuấn bơm bỗng thế nữa, Tuấn bơm căng phết. Giữa một người yếu quá. Quay lại chỗ nào, quay mặt luôn nào.
Đến ấy mà em, đến là trong nắng mà. Ừ, xịt chân có những vụ gì. Cái đây trong nắng mà, hôm nay không phải trong nắng, chú xịt vào chân khác gì. Sao thế nào? Không xịt không? Này được, đọc biên. Bảo ơi!
Bao nhiêu phút này em? Còn 5 phút nữa, 6 phút. Bóng ấy thế nhỉ? Gió gió đó. Em ơi, chuyền nhanh đừng lừa. Chuyền được yếu nó ăn sao được. Ông Dũng đâu nhỉ? Chuyền nhanh em, đừng lừa. Mọi người vào ơi. Đấy, em xấu, em xấu. Tranh bóng cả hai cái đấy mà. Cả hai cùng vào. Bên kia ác ý đâu phải là bảo vũ bên này. Ê gì? Người bên kia bóng người sao cả người. Đấy đâu sao? Anh đá đi. Đá đây cả hai mắt mà ông cứ kiểu như là tôi ác không bằng. Có trọng tài mà cứ phải hô làm cái gì nhỉ? Hai người vào đá cùng nhau. Cãi nhau làm cái gì? Cầm cái quả bóng nó cãi nhau. Mà đá bóng có gì hay đâu, hai mươi mấy người tranh nhau quả bóng.
anh nhở? Lên đây 4 năm quả vào mỗi quả. Ờ, vào mỗi mua quả về chơi. Ông đi đánh bột phải đằng sau người ta rồi ông năn ra vãi trưởng. À tức là bạn có chơi nhưng em bạn ấy chơi trước em. Em chơi sau bạn ấy. Em đi thuốc. Cứt. Có chung bỏ mẹ rồi. Cứt mẹ ngoài kia rồi. Trời ạ. Ba ba gần đây. Cứt ngoài kia luôn. Đang để trong cùng bao thuốc anh cũng gần. Dưới cái thằng sau ấy. Đủ. Đến thăng. Khỏi trong đội này có ai khó. May mắn mình được. Hết giờ đấy. Thôi hút chung đi. Nhiều khói. Hút đi, còn đi đưa đây. Ôi, chung đi mà hút nhiều không hết được. Phí. Trận này làm bóng nhiều chung cũng lên chứ. Nghỉ đi. Bóng bổng coi như không nhìn gì. Nếu anh để máy chai lại để ngoài đây hả?